Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại kênh Olala Kiwi Kiwin TV. Hôm nay Olala sẽ chia sẻ đến mọi người quan điểm rằng tại sao người xưa nói người tính không bằng trời tính. Sẽ được tìm hiểu trong video hôm nay. Chúc mọi người xem video vui vẻ và đừng quên like, đăng ký kênh để ủng hộ kênh cùng phát triển. Thì trong kiếp nhân sinh này, mỗi người đều có sự lựa chọn của mình. Tóm câu chuyện rất ngắn trong video hôm nay sẽ giúp bạn nhận ra lựa chọn nào là quý trong cuộc đời mình. Câu chuyện thứ nhất, chiếc đồng hồ ở đâu? Chiếc đồng hồ của người cha biến đâu mất, tìm không thấy, làm cha rất khó chịu, lật khắp nơi cũng không tìm ra. Đợi người cha đi ra khỏi phòng, cậu con trai liền lặng lẽ vào phòng. Không lâu sau thì đã tìm thấy. Người cha liền hỏi, sao con tìm thấy vậy? Người con trai trả lời, con chỉ ngồi yên một lặng một chút, không lâu sau con nghe tiếng tích tắc của đồng hồ. Chúng ta cần nôn nóng tìm kiếm, còn không tìm thấy thứ mà mình muốn. Chỉ có bình tâm mới có thể nghe thấy tiếng vọng trong tâm mình. Đó là câu chuyện ý nghĩa của câu chuyện chiếc đồng hồ ở đâu. Câu chuyện thứ hai, khi nào thì được là chính mình? Khi cho đầy sữa vào một cái cốc thủy tinh, mọi người thường nói đây là cốc sữa. Khi cho đầy dầu vào đó, mọi người lại nói đây là một cốc dầu. Chỉ có khi cốc trống rỗng, mọi người mới nhìn nhận nó là cái cốc. Phải rút ra rằng là khi trong lòng chúng ta đông đầy học vấn, tiền tà, quyền lực, thành quả và định kiến, thì không phải là bản thân chúng ta. Thường thường thì có được tất cả, ngược lại dễ đánh mất đi khi chính bản thân mình. Câu chuyện thứ ba, ai hạnh phúc? Có hai con hổ, một con ở trong lòng sát, một con ở ngoài thiên nhiên hoang dã. Cả hai con hổ đều cho rằng hoàn cảnh sống của mình không tốt, nên đều ước ao ngưỡng mộ đối phương. Thế là chúng quyết định thay đổi thân phận. Khi mới bắt đầu, cả hai đều rất vui vẻ, nhưng không lâu sau cả hai con hổ đều bị chết. Một con chết vì đói khát, một con chết vì u buồn. Bài học rút ra rằng có lúc mọi người coi thường hạnh phúc bản thân mình đang có, mà chỉ chăm chăm ngưỡng mộ hạnh phúc của người khác. Kỳ thực rằng tất cả những điều bạn có thể chính là điều người khác đang ngưỡng mộ, chỉ là bạn không đủ trân trọng nó mà thôi. Câu chuyện thứ tư, nhân quả không sai. Có một người lính bị quân địch truy sát bất ngờ nên tháo chạy vào một hang núi. Quân địch đuổi sát đằng sau, gần bắt được anh ta. Anh ta ở trong hang cầu nguyện để không bị quân địch phát hiện. Bỗng nhiên cánh tay bị đau như ai cắn, hóa ra đó là một con nhện. Anh ta đang muốn giết con nhện đó, bỗng nhiên trong tâm nảy sinh thương cảm, liền thả con nhện ra. Không ngờ con nhện bò ra cửa hang, dệt một cái mạng nhện mới hoàn chỉnh. Quân địch truy sát tới cửa hang, nhìn thấy một cái mạng nhện che kín, đoán là trong hang động không có người liền bỏ đi. Ý nghĩa của câu chuyện rằng có nhiều khi giúp đỡ người khác cũng đồng thời là đang giúp đỡ chính mình. Câu chuyện thứ năm, có bao nhiêu tiền thì mua được xe? Có một chàng trai đi mua xe, cần số tiền là 10.000 đô, nhưng chàng trai chỉ mang theo có 9.998 đô tiền mặt và chỉ thiếu 2 đô la. Bỗng nhiên anh ta phát hiện ngoài cửa sổ có một người ăn mày, liền qua nói với người ăn mày rằng, cầu xin anh cho tôi 2 đô la nhé, tôi muốn mua chiếc xe. Người ăn mày nghe xong, hào phóng đưa cho anh chàng 4 đô la và nói, mua giúp tôi luôn một chiếc xe nhé. Ý nghĩa rút ra rằng, nếu bạn hoàn thành tới hơn 90% nhiệm vụ, thì người khác có thể hỗ trợ giúp bạn thành công một cách nhẹ nhàng như trở bàn tay. Ngược lại, nếu bạn không làm bất kể việc gì, thần tiên cũng không cứu được bạn. Câu chuyện thứ 6, đun nước thế nào? Người sư phụ hỏi, nếu con phải đun sôi một ấm nước, nhóm lửa đun được một nửa thì phát hiện không đủ củi, vậy thì con phải làm như thế nào? Có một đệ tử nói vậy thì nhanh chóng đi tìm. Có người nói thì đi mượn, có người nói thì đi mua. Sư phụ lại hỏi, tại sao không đổ bớt nước trong ấm ra nhỉ?
ý nghĩa rút ra rằng vạn sự việc trên thế giới này không phải điều như ý, có thể xả bỏ thì mới có thể đắc được. Câu chuyện thứ 7, người tính không bằng trời tính. Có một người thành phố năm 1984 vì mong muốn xuất ngoại nên bán đi căn nhà tứ hợp viện với giá 300.000 tệ, rời quê hương đến Italia để đào vàng. Dầm mưa giả nắng chịu bao vất vả, ban đêm thức học ngoại ngữ, bị cướp 7 lần, bị đánh 3 lần ở khu dân nghèo. Vất vả tiết kiệm, đấy nay đã tóc điểm sương ma 30 năm rồi, cuối cùng tiết kiệm được 1 triệu euro. Dự định về nước để hưởng thụ vinh hoa phú quý, vừa về nước phát hiện ra căn nhà tứ hợp viện mà năm xưa bán đi, môi giới treo giá bán 80 triệu đô, 80 triệu nhân dân tệ. Trăm chớp mắt, giật mình suy sụp. Bài học rút ra rằng, có lẽ nhân sinh cả kiếp người ta hơn một nửa là bận rộn mù quáng. Có những lúc lựa chọn đúng còn quan trọng hơn là sự chăm chỉ. Câu chuyện thứ 8, bí quyết thuộc về 5% còn lại. Nước hoa trong các công ty mỹ phẩm, 95% đều là nước, chỉ có 5% là khác nhau. Đó là bí quyết của từng công ty. Con người cũng như vậy, 95% cơ bản là điều như vậy. Sự khác biệt là tầm quan trọng đặc biệt trong 5% kia. Đó chính là những đặc điểm về phẩm chất tu dưỡng, đạo đức của con người. Những niềm vui, nỗi buồn, đau khổ và dục vọng của con người. Tinh dầu thơm của nước hoa phải chiết xuất 5 năm, 10 năm mới có thể cho vào làm thành nước hoa. Thế thì con người cũng như vậy, phải trải qua quá trình rèn luyện trưởng thành mới có sự thú vị độc đáo, độc nhất vô nhị của bản thân mình. Rồi, video đến đây là hết. Cảm ơn mọi người đã theo dõi đến đây. Hẹn mọi người ở video tiếp theo.